Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thứ hai là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan. Hy vọng chúng ta ngày nào cũng ráng cố gắng chăm ngoan quý vị ơi. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, chú Buri đã chịu không nổi nữa và đã ký một cái lực. Và cái lực này nó chưa bao giờ có, kể cả luôn vòng quanh thế giới luôn quý vị nhé. Rồi, nội dung thứ hai, chú Bảy đã đạt kỷ lục về di dân bất hợp pháp vào đất nước Mỹ. Nội dung thứ ba, chủ tịch bể lốp xe và nỗi sợ hãi của bà ta suy bụng ta ra bụng người. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một like, viết gia chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Thì trong suốt gần 9 tháng vừa qua, chú Buri đã đề ra rất là nhiều cái mục, từ mục bự cho đến mục nhỏ và cho đến mục vừa vừa. Nhưng chú chưa có đạt được một cái mục nào hết, mà đổi ngược lại chú bị thiệt hại nặng nề và thất bại ê chề cả bên trong nước Nga lẫn bên ngoài nước Nga, cả kinh tế lẫn chính trị. Bây giờ thì chú đang không biết làm cái gì để có quân lính, mà bây giờ chú tiến tới cũng không xong, chú lùi lại cũng không ổn. Bây giờ chú ký một cái lệnh, đó là cho phép cả những người tù tội, những người mà có tiền án tiền sự hình sự, tất cả những gì sự sự được quyền cầm súng để nhập ngũ. Và chú sẽ xóa hết những cái tiền án tiền sự đó. Nói nôm na là tù tội sẽ được ra ngoài chiến trường để trở thành quân lính Nga. Thì đây là một cái điều mà có thể nói chưa có một cái quốc gia nào làm ở trên cái thế giới này, chỉ có một mình chú Buri độc và lạ. Vì sao? Vì chú đang thiếu vũ khí, thiếu quân lính. Và chú đã lẻn lẻn đi đêm với Iran và cả luôn chú Ổn trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì đã bị Mỹ và NATO phát hiện, Iran đã thừa nhận. Còn chú Ổn thì sao? Cũng đã bị vệ tinh trên không chụp xuống, thấy là nguyên một cái đoàn tàu xe lửa đã chở vũ khí đưa cho chú Buri. Thì đây cũng là một cái thông tin mà có thể nói là độc và lạ, và cho thấy chú Buri đang kiệt sức kiệt quệ rồi quý vị nhé. Một cái thông tin tích cực cho quân đội Ukraine. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, mình trở ngược lại đất nước Mỹ. Thứ nhất là mình sẽ nói về chủ tịch Nancy Pelosi, người quyền lực thứ ba trong cái đất nước Mỹ này. Trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi chồng bà ta bị tấn công tại nhà riêng, chủ tịch đã có một cái cuộc phỏng vấn và bà ta cảnh báo về cái nỗi sợ của bà ta, cái nỗi lo lắng sợ hãi của bà ta. Nhưng có thể nói những cái gì mà bà ta đang cảnh báo, đang lo sợ sợ hãi là hàng trăm triệu người dân Mỹ, người ta đang sợ bà này làm cái điều đó, đảng của bà ta làm cái điều đó, chứ không phải là những gì mà chủ tịch tuyên bố. Quý vị nghe kỹ nhé. Thì hiện tại bây giờ chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa sẽ bước chân vào cái cuộc bầu cử giữa mùa. Và cái cuộc bầu cử này nó rất quan trọng cho cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, cũng như là đất nước Mỹ. Hiện tại bây giờ thì đảng Dân Chủ nắm quyền từ trên xuống dưới. Và nếu sau ngày mai mà đảng Cộng Hòa lấy lại được hai viện thượng viện, thì tình hình của đất nước Mỹ sẽ thay đổi. Đảng Cộng Hòa sẽ có tiếng nói ở trong Quốc hội Mỹ và sẽ chặn được những cái dữ lực tào lao mới lao của chú Bảy trong suốt gần 2 năm vừa qua, đã đưa đất Mỹ đi xuống, nền kinh tế đi xuống. Và bây giờ chủ tịch lấy cái chuyện chồng bà ta bị tấn công ở nhà riêng, bà ta cảnh báo, cái nỗi sợ của bà ta là
bà ta sợ cái cuộc bầu cử năm nay đảng Cộng Hòa sẽ dần lờ, những người ma gà sẽ dần lờ. Thật sự những người ma gà người ta không có dờ lờ, mà người ta đang sợ đảng của chủ tịch dờ lờ, người của chủ tịch dờ lờ. Nhưng kỳ này bà chủ tịch bà suy bụng ta ra bụng người, tức là bà la làng lên là bà sợ bên phía màu đỏ dờ lờ. Quý vị thấy như vậy đúng hay là sai? Cái nỗi sợ hãi của chủ tịch đúng hay là sai? Hay là tại vì bà ta định coi như là la làng lên để phủ đầu người dân, để mà coi như là nếu bà ta có làm cái giờ lời đi nữa thì chắc là người dân suy nghĩ là bên phía bên kia chứ không phải phía bên bà. Nó ra là như vậy đâu quý vị. Rồi, tiếng Việt Nam gọi là gấp lửa bỏ tay người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới TT của đất nước Mỹ. Hồi nãy người quyền lực thứ ba, bây giờ người quyền lực thứ nhất ở trong cái đất nước Mỹ đó là Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau khi chú Bảy lọt vào được Tòa Bạch Ốc, cái sắc lệnh đầu tiên chú Bảy ký đó là đóng lại các đường ống dẫn dầu Keystone, và đã làm cho nền kinh tế nước Mỹ sụp đổ, chao đảo. Tất cả mọi thứ bắt đầu nó đi xuống kể từ đó. Chưa hết, về cái biên giới thì chú Bảy đã mở cửa thả vàng, làm cho một cái cuộc biên giới, khủng hoảng biên giới mà chưa bao giờ có trong 40 năm qua ở trên cái đất nước Mỹ này. Thì theo như ông Dan, chủ tịch của FAIR, ông này là Liên đoàn Cải tổ Nhập cư Mỹ, chủ tịch đấy, ông ta chia sẻ như thế này, là từ lúc chú Bảy lọt vào được Tòa Bạch Ốc cho đến hiện tại bây giờ thì người di dân bất hợp pháp nhập vào Hoa Kỳ đã tăng lên gần 6 triệu người kể từ khi chú Bảy nhậm chức. Đây là một cái con số có thể nói là kỷ lục trong các đời tổng thống và kỷ lục trong cái đất nước Mỹ. Tức là chưa có một cái đời tổng thống nào mà người di dân ô vào nước Mỹ nhiều như dưới cái thời của chú Bảy. Và bây giờ quý vị ơi quý vị à, ông chủ tịch Dan này ổng cảnh báo là có thể đảng DC sẽ có thêm gần 6 triệu lá phiếu cho ngày mai đó quý vị nha. Tức là bao nhiêu người di dân bất hợp pháp ô vào đất nước Mỹ thì có thể sẽ là bao nhiêu lá phiếu thêm cho đảng DC. À, cái ông này ổng nói là như vậy. Thì quý vị biết rồi, trong cái thời gian vừa qua đảng của chú Bảy coi như là ráng cố gắng để hợp pháp hóa những người di dân bất hợp pháp, cho quyền họ bầu cử, cho quyền họ này họ kia, nó nôm na là ráng cố gắng để lấy lá phiếu từ những người di dân bất hợp pháp. À, tại vì sao những người hợp pháp đi làm đúng thế thì hình như người ta đã sáng mắt, người ta không bao giờ mà suy nghĩ tới cái chuyện bỏ phiếu cho đảng DC nữa. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ cũng như là tình hình chiến sự. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai, Tony Lê Houston, đó là cái tên của cái channel. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác vào bên trong đó xem về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công ăn việc làm, cách đầu tư, cách make the money, vân vân và vân vân, kinh nghiệm của Tony Lê ở Mỹ 30 năm chia sẻ lại với mọi người. Vào bên trong đó xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho Tony và chia sẻ với mọi người để mọi người cùng nhau xem cho vui nha. Have a good day. Thank you.